Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 200 token Bitri từ sàn Bitri Swap nha bạn. Và chương trình này góp này nó có hai phần, một phần wallet là nghĩa là các bạn có thể đùm cho 200 bạn may mắn vào danh sách trắng có thể mua token của nó với giá pre-sale từ min mua là 0.05 đến max là 1 BNB các bạn. Thì chương trình thứ hai thì airdrop của nó thì nó tổng có 2 tỷ token Bitri nè. 2 triệu token cho airdrop nè. Mỗi bạn sẽ nhận được 200 token Bitri nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay bằng click phần link mô tả như video mở link form nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào startup bot nè. Các bạn join vào con group nè. Mình sẽ start nè. Tiếp tục bấm join trên trailer nha bạn. Rồi bấm chat. Rồi các bạn địa chỉ email của mình nha các bạn. Mình khai báo trên bot hay trên đấy thì các bạn. Thôi các bạn bắt up nó đi các bạn ơi. Mình khai báo trên máy đi. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn bấm địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Khoan, các bạn vào chatbot cho hết kìa. Rồi các bạn bấm check mail các bạn. Rồi interview mail config send mail. Thôi các bạn bỏ đi các bạn ơi. Rồi các bạn quay lại nha các bạn. Các bạn để địa chỉ email của tất cả các bạn vô đây nè. Điểm thứ hai các bạn follow và retweet tăng 3 người bạn nè. Retweet hashtag username Twitter. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ chặn như tờ Twitter nha các bạn. Sorry. Các bạn copy hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn copy hashtag này nè các bạn. Rồi bạn chỉ dẫn như tờ quýt tăng 3 người bạn mình vào đó các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Follow swap tờ quýt đăng 3 người bạn nè. Xong xui thì các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller và kênh group nữa nha các bạn. Multi bấm vào multi. Tiếp tục kênh group nữa nè. Các bạn join xào kênh group nữa nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn chỉ khai báo thôi. Rồi tiếp tục các bạn follow Facebook, like và retweet tăng 3 người bạn nữa. Trên Facebook bấm thích nè. Đây các bạn theo dõi luôn nha các bạn. Rồi bấm theo dõi nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn. Rồi bấm bỏ đi. Rồi bấm bắt up lên nè. Slide share link business messenger Facebook submit link. Rồi xuống đây thì tiếp tục thì các bạn điểm tiếp theo thì các bạn điền là username Twitter các bạn đã follow dán nha các bạn. Tài ơi. Ở cộng WinV này là H9. Rồi tiếp tục các bạn gỡ lại một cái link retweet nha mà. Thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Nó nhấp cho bao anh cùng, nó nhấp cho mục sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ nha bạn. Bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn dán vào đây nè các bạn. Tiếp tục bạn điền là username Telegram các bạn đã cho anh chọn góp nữa à, không 5 số 2 đem qua mình coi các bạn. Thì trên Telegram thì các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào setting nè, thì bạn sẽ thấy được username tất cả các bạn nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên một đường link Facebook của mình nè. Like share business messenger Facebook submit link. Messenger Facebook submit link.
Đây thì các bạn gỡ lại đường link Facebook của mình nha bạn, thì các bạn nhấp vào đây nè. Chỗ này các bạn đem chia sẻ bằng bài viết của nó bạn. Chỗ này bạn bấm thích nha bạn. Các bạn bấm chia sẻ nó cũng khai nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba ảnh cùng, các bạn bấm vào chia sẻ. Rồi, Facebook xin bày. Các bạn sao chép lại đường link của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên Bisa Machine Bet 20 nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Rồi các bạn giới thiệu này thì các bạn điền giúp mình vào đây phần link mô tả, các bạn để cộng anh 5 số 2 nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gửi là xong. Ok, vậy mà đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình để góp ăn chia nhận 200 token BC từ sàn BC Swap đến đây kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.